Làm món gì? Bún bò xào. Bún bò hả? Chứ không phải bún thịt heo xào, bây giờ bún bò xào hả? Bún bò xào. Bún bò xào đơn giản hơn bún thịt heo xào. Giá hẹ, heo thơm, salad, chi leo nữa hả? Xào này ra sống luôn. Rồi thịt ướp xào với miếng củ hành tây á. Rồi cái gì này làm nước mắm chua ngọt. Mắm chua ngọt trộn vô ăn đơn giản vậy đó. Rồi trái dưa leo còn có nửa trái à. Nó khá anh Linh rồi, anh Vinh lại là nó quay lưng lại cho gãi á. Chiều nay đã chị sáu món bún bò. Phải bún bò không? Bún bò mà bún bò xào chứ không phải là bún bò quế. Chả chị Vi. Chả tê đó chị Vi đó. Ở Lý Sơn mát lắm. Coi lại hình ngày xưa hả? À? Nhìn không ra mình luôn hả? À. Chị Năm hả? Chị Năm ai dạ? Trời đất ơi! Có chị Năm không? Nhớ con túng vào. Chị Năm á, chị Năm á. Sao cao vậy? Ờ, ngay đó tay mặt. Ê, ê, đừng cho nó giật cái đó mặt cái đó nhìn nó cao vậy đó mà. Kệ con này con đây nè. Đây nè con. Ồ, chết nha. Chết nè nha. Ồ, giật quá trời đó con. Nè, Sáu nè, diễn viên Hàn Quốc. Trời ơi. Bắt cái lạ gì trời. Vì sao giống giật chân? Ừ, tấm áo dài, tấm áo dài thước tha mà treo cái hình đám cưới ngoài cổng nè, ai đi ngang cũng nói giống Việt Trinh. Ừ, sao con mới về nãy đường hả? Đường đâu có muối không, nước tương hả? Nước tương, nước tương đâu thì miếng nước tương vô. Bỏ nước tương vô hả? Rồi. Mình phải pha nước rồi mình phải bỏ thì làm hoàn toàn xong mới thả lên, nó mới nổi ở trên. Thả trước nó chìm vô. Này bí quyết này đâu vậy ta? Chị không có biết đâu, ai chỉ á, quên rồi, hai chỉ rồi vậy. Phải thận chỉ á. Sao ngọt ha? Bỏ nước mắm sao mà bỏ rồi lên nó nổi lên còn không mà bỏ vô trước cái nước mắm bên nó không nổi. Tại vì cái chanh đồ nè. Chanh với đường khuấy nó tan ra cái nó nặng hơn nước, nó đẩy mấy cái kia nổi lên. Nước sôi kìa.
rửa xe lính quýnh trơn chạy về. Một miếng nước mắm thật là ngon thì nước mắm mình nó mới ngon. Ừ. Em làm canh nước mắm cho chị hấp. Tô này đủ ăn không ta? Đủ mà. Cũng đủ hồi ăn nước tương rồi đâu. Chị Quy có ra làm nhiều nhiều bớt hấp nữa. Anh ăn nước tương. Lạc đúng không? Nước mắm này nó hơi ngọt. Anh nêm cho em nêm. Em mới uống nước đá rồi vô. Ngọt. Nó nổi lên đó. Rồi anh quậy lại chìm. Không cho quậy hả? Chừng nào ăn múc vô. Chưa sắp. Sao cái này sao có thịt heo nữa? Thịt heo có chi hai không ăn bò. Cái nọng nhìn ngon quá vậy. Cái máng nó bên đây nè. Cái nọng. Sao chi hai? Bỏ mẹ ăn bò, bà hai bà không ăn bò. Ủa cái này là làm gì ăn vậy? Xào. Cái này chả của chị Quy làm nha, đẹp lắm. Cái gót nó màu đẹp. Thử miếng rồi. Vậy vừa ăn chứ lạc gì. Chị Quy, vậy là vừa ăn chứ lạc gì đâu. Giờ chấm muối tiêu cho anh ăn vừa. Trời ơi nó mặn vậy mà không lạc. Trời. Hay rồi. Còn cứng vậy má. Chứ tuột rồi, xuống sửa lại đi. Tuột rồi. Cột cái gì vậy Vinh? Ok. Giật xéo vô một chút. Rồi đứt rồi. Rồi đứt hết nửa bắp rồi. Vậy nè. Bắp chuối hột quá ngon. Như vậy là phải con gà hy sinh. Nên cái đó phía ngoài đây nè, phía ngoài móc vô á. Ô đứt nửa bắp. Hai cái bắp chuối quá trời to. Thôi anh ăn bắp chuối, anh không ăn gà đâu. Có những cái mình trải qua rồi mình mới biết. Chứ đẻ là mày không biết đẻ nè, mày đâu biết đâu. Ừ. Mày đẻ cái mới không sao. Phụ nữ sướng. Chuối này nó còn non mơn mởn luôn á. 18. Trời đất mẹ ơi. Tính ghê luôn á. Đâu? Nè. Đọt á hả? Mày ăn luôn trái chuối hả? Ừ. Nghe chị Sáu là ngon lắm, bữa nay ăn thử ra nó ra. Tại bắp chuối này nó chưa chỗ hết đúng không? Đúng. Tại bắp chuối này nó chưa có chỗ hết cho nên ăn luôn cái trái chuối luôn.
ốc chuối mà nó chỗ hết buồn thì ăn không có được. Sao là sắc càng mỏng càng ngon. À, cái ruột nó giống như trái chuối luôn rồi. Cái này biết rồi, cái bình bát phải không? Cái bình bát chứ không phải trái măng cầu à? Cái bình bát. Ừ, cái bình bát vậy. Ờ đúng rồi. Ăn được không? Đâu rồi, cái dao đâu rồi? Cái này ăn được không? Đó hả? Ừ. Không. Cái bình bát này nấu canh ăn được. Mà trái thì nó ớt đâu, không thấy ớt vậy ta? Ớt ngoài cây nhóc. Lấy không, ngoài cây nhóc luôn. Bấy làm gà hoài ta. Hôm nay đâu mà không đụng tới gà. Cái giá này dứt bọt. Gạo bỏ gà luôn, bỏ miếng gạo luôn. Úp. Sự thái này trồng bằng đường mà. Tôi thấy hột trồng. Ê, hột cho bé Mai nó cạp rồi lấy hột rồi. Trời ơi, má chồng biết nào cái này, cái mua cây nó bán cây về chồng còn không được nữa. Cầm cái giò đi bé ơi. Buồn. Cầm cái giò, sợ nó gãy cái giá là ngàn năm rồi. Giá con trăm năm à. Quyết mới để vô. Giò để chớ mềm. Ừ. Giờ chưa nứt. Giờ đổ, đổ, đổ gạo vô. Còn một cháo ghê lắm nhìn này. Ghê mà. Bò xào xong bỏ bún vô. Tô này tô gì? Tô cái thằng ăn bún. Gà. Hấp dẫn quá. Bún nha, để ăn với nước tương đi. Nấu mà cháo chưa niêm nữa. Nó thiệt cái dây hả? Thiệt chứ. Mà cả nhà vừa ăn bún vừa ăn vừa ăn cháo vừa ăn canh chua. Thiếu xì rượu ta. Thiếu rượu. Rủ nhau ăn đi. Rồi nó nào uống rượu không? Có rượu của con Đạt kìa. Rượu mầm Đinh Lăng đó. Thôi đó. Cứ nhiều. Cứ nãy đồ. À sao? Sướng đâu nè. Bẻ xuống hai bắp. Tốt đâu. Thấy ngon quá. Ngon rồi. Rồi. Hai phần luôn. Mưa có đường ngọt các bạn. Ngọt đường. Này là nước chấm hải sản. Yeah. Chấm hải sản mà không có hải sản chấm. Dạ, chấm hải sản gà ngủ ớt. Ngon được. Nãy mấy chị ăn trong này đi. Thôi ăn xíu mà không nhiều đâu. Anh hai, cho ăn anh hai. Cho bình cháo anh hai. Cho bình cháo à. Đây. Đưa mùi quá chả hai. Chị hai này lên. Lấy chai nước mới. Vô. Chứ chả hả? Có chả nước mắm chưa? Nước mới nữa. Kệ chả kệ, rồi để anh hai ăn cơm mà làm cháo.
Ăn cháo xong rồi hồi ăn cơm sao? Đang có sợ bò đó. Sợ rồi. Ăn một tô này no tới ngày mai đó. Rồi chị Vy ăn với nước tương không vậy đó hả? Ăn gà kìa. Trời ơi không vô gấp đi. Hồi em ăn hết. Nhà tao thấy giỏi không à. Xào con tô nhỏ thôi. Chủ yếu là thịt bò thôi, khỏi bỏ bún. Hả? Thằng Vinh á cắt về đây gấp nó đến nhà mười mấy nữa, cắt mười mấy khúc rồi. Không có cắt xé bứt hèn gì nãy con cái nè thấy cái giò không thấy cái giò rút xương luôn không rút xương ha là con cạp rồi còn mỗi cái giò lại cái xương lại thấy trên mạng làm vậy á dòm giò rút xương cái gì cái chai gì rồi cái chạch chua nha rồi ăn em bốn thì ăn bò xào còn còn cái này nha có bò xào nè đẩy mất tiêu xuống mới rồi nè ờ nó rung bắp chuối trái chuối này nó chát quá trái chuối này vài bữa đừng ăn trái chuối nữa chuối là chuối gì ta chuối hộp cũng có chát ăn đi ngon lắm sao kêu bỏ con trái vô nữa vậy ở đây người ta không ăn cái đó xả nước đã rồi tự chú nó vậy đó ngon ăn được ăn cái lên thuốc ăn đi vui ha vô cay như lành hết tiền rồi có nhiều đâu ăn đi con nó uống một cái được cài như tha vậy như tha ba anh em nữa là... nay càng khó chịu ta lột ra ra bỏ đi bây giờ còn không cắn chưa gói ngon cái vậy cho nó quen mày lột hoài rồi là cứ nó vậy hoài ăn chưa? Rồi mình cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.